Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần đây, mình đến từ Trái Cây Quý Mộc. Thì chỉ còn thời gian ngắn nữa là đã đến Tết Nguyên Đán, thì chắc các bạn cũng đã có nhiều dự định để cho có những cái món quà trái cây hay là bánh mứt trong cái mâm quà Tết của gia đình mình rồi. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn thêm một cái sản phẩm đến từ xứ sở kim chi, đó là cái trái hồng dẻo nguyên trái của Hàn Quốc. Đây là một siêu phẩm của xứ sở kim chi nha các bạn. Mời các bạn nhìn đây, đó là nguyên trái, đây là nhập khẩu chính hãng của Hàn Quốc, có mã vạch đàng hoàng các bạn. Thì đây là một cái loại hồng, đây là một cái sản phẩm sang trọng truyền thống của Hàn Quốc. Thì cái quả hồng này là nó được làm khô một nắng một cách tự nhiên, cho nên nó vẫn giữ được cái màu sắc màu vàng kem của cái quả hồng và giữ được cái vị tươi của cái quả hồng, tức là vị ngon thơm ngon của quả hồng tươi. Và ở đây thì quả hồng này nó có cái độ ngọt tự nhiên của quả hồng chứ không có cái bị thêm đường áo đường bên ngoài, cho nên là được rất là nhiều người ưa thích. Bên cạnh đó thì cái bao bì cũng rất là sang trọng các bạn. Thì ở trong này nó là cái khay nó có 10 hộp 10 quả, cái khay nó có 10 quả trong này để xếp xinh xắn này, rất là phù hợp cho việc tặng quà các bạn. Đây, để lấy cho các bạn xem nhé. Đây cái khay nó có 10 trái được xếp rất là đẹp ha, thì các bạn có thể làm quà tặng cũng rất là phù hợp, nó cũng gọn nhẹ mà nó cũng sang trọng. Thì cái quả hồng nó ăn nó rất là tốt, thứ nhất là nó có chứa nhiều vitamin A rồi beta carotene và nhiều những cái chất khác thì tốt giúp cho cái sức khỏe thị lực của chúng ta, thứ hai là tốt cho đường tiêu hóa, thứ ba là giúp cho chúng ta đẹp da. Thì các bạn có thể tặng quà cái quả chọn cái quả hồng làm quà tặng trong cái dịp Tết, hoặc là các bạn có thể tặng khi mà mình Tết mình đến thăm bạn bè chúc Tết, mình có thể tặng cái quả hồng này để cầu chúc gia chủ một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều tài lộc, thì cũng rất là ý nghĩa nha các bạn. Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn đón Tết thật vui nhé.